Theo như tôi thống kê thì để có 10 tỷ nếu chúng ta làm nhân viên thì có nghĩa là chúng ta mất khoảng 208 năm. Nếu mà làm trưởng phòng thì mất khoảng 168 năm. Và nếu làm giám đốc thì mất khoảng 30 năm. Vậy thì rõ ràng là bạn muốn có được một cái ước mơ có 10 tỷ thì bạn phải làm đúng vị trí. Tức là bạn phải làm chủ doanh nghiệp thì bạn mới có cơ hội chạm đến con số đó. Nhưng mà để làm được chủ doanh nghiệp thì bắt buộc bạn phải hiểu được tài chính, hiểu được nhân sự, hiểu được pháp lý, hiểu được kinh doanh. Đấy là những thứ đơn giản nhất. Vậy thì bản chất là khi bạn chọn một nghề là cách bạn tiếp cận vào doanh nghiệp. Ví dụ chị có thể tiếp cận vào vai MC để vào tổ chức sự kiện trong một doanh nghiệp. Nhưng sau đó chị trở thành giám đốc tổ chức sự kiện, rồi chị vẫn phải hiểu tài chính, vẫn phải hiểu nhân sự, rồi chị có thể làm giám đốc công ty tổ chức sự kiện. Vậy thì cái việc mà học một nghề nào đó nó chỉ là một phương tiện để chúng ta đi vào doanh nghiệp mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là khi vào doanh nghiệp bạn vẫn phải tiếp tục học để trang bị thêm những kiến thức nhân sự, tài chính, kinh doanh, pháp lý thì ở trong đó có chuyên môn và tổ chức thì bạn vẫn phải học thêm. Để rồi đến khi bạn leo lên vị trí là tổng giám đốc rồi bắt đầu bạn nghĩ đến chuyện khởi nghiệp thì bạn mới đạt được cái ước mơ của bạn. Ly nghĩ là năng lực sẽ được phát huy rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta được đặt đúng cái môi trường học tập của mình. Như vậy thì cái môi trường nào tốt để mà chúng ta học kinh doanh? Tôi thì cho rằng là môi trường tốt hay xấu thì nó phụ thuộc 50% vào học trò, nhưng có mấy cái yếu tố mà tôi cho rằng là một môi trường đào tạo kinh doanh tốt. Đó là thứ nhất là một cái chương trình phải mang tính rèn luyện cả 3 phần. Việc đầu tiên là phải có cái thân kỷ luật, cho nên phải tạo ra một thói quen kỷ luật. Thứ hai là phải có cái trí tuệ để thực hiện được những công việc của doanh nghiệp họ ra và hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba là phải phối hợp được, chung sống với các cộng đồng, những cái nhân sự ở trong một cái tổ chức. Thì như vậy tôi gọi 3 phần đó gọi là thân, tâm, tuệ. Vậy thì ai sẽ là người huấn luyện các bạn ấy? Thì xin thưa, đó phải là những người lành nghề. Đó là doanh nhân. Tức là nếu bạn học doanh nhân thì bạn phải học từ những người doanh nhân. Cho nên việc đầu tiên là tôi cho rằng là môi trường giảng dạy để tạo hoàn thiện cả thân tâm tuệ.